thế nhỉ. Anh Gấu Đỏ, anh Gấu Đỏ đi đâu đây? Đi đâu đây anh ơi? Đây, anh ơi, ôi, đây anh trước rồi. Trước của mình đẹp như thế này, mình mà đứng lại, bẻ cò xin hết trước của mình à? Không đâu, không đâu, mình phải đi thật nhanh mới được. May là mình đi nhanh, không thì cỏ chín hết chữ của mình rồi các bạn ạ. Chữ của mình đâu rồi? Cờ này, hờ bờ y nờ mờ. Hóa ra chữ của anh ở đây. Chưa gì. May mà có em nhặt cho ấy, không thì mất hết rồi anh ạ. Mà anh đi đâu mà vội mà vàng thế? Anh đi cắm trại với Bita. Cắm trại với Bita thì cho em đi với. Đi luôn. Hay là để em rủ Hà Sam đi cùng nữa. Được. Hay là anh em mình cắm trại theo bảng chữ cái đi. Anh thích chữ cỏ. Anh thích chữ cỏ. Thế em thích chữ mờ anh ạ. Thế thì anh đi rủ Bita đây. Em đi rủ Hà Sam đây. Đây các bạn ơi, đây chính là cái bàn để chúng mình dựng lề nha các bạn nha. Ôi, bàn này siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Ở đây có rất nhiều chữ trong bảng alphabet lo các bạn ạ. Ôi nhìn này, toàn là chữ quái vật thôi. Đây là chữ C này. Ủa, chữ này là chữ gì mình không biết luôn. Chữ E này, chữ G này. Châu mặt đây. Cắm trại cho chữ cái thì phải có chữ cái, đúng không các bạn? Chữ cái của Hà Sam và cò đây này các bạn ơi. Wow, chữ cái này siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Cái mắt của nó là to bằng cái mặt của Hà Sam luôn. Đấy, thế chứ, cắm trại thì phải siêu to như thế chứ. Nhưng mà chưa siêu to bằng chữ cờ của bọn anh. Wow. Anh em mình là to nhất rồi. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là một gia đình. Wow, các bạn ơi, cái chữ cờ này. Anh Gấu Đỏ ơi, em có ý tưởng này hay lắm. Ý tưởng như vậy. Đi ta, đi theo em. Đi. Em làm cái gì đấy? Yeah. Nhổ cái này về làm nào cho chắc. Hả? Bita, nhìn anh đây. Úi giời, người ta phải chặt cây tươi chứ, chặt cây khô, nói làm cái gì? Ai bảo mày hay bắt chước anh cơ? Ui dồi, các bạn có thấy lều của Hà Sam với lều của cỏ chắc chắn không các bạn? Bọn em có biết hát opera không? Anh có biết hát không? Tất nhiên là anh có rồi. Để anh hát cho bọn em nghe này. Ô, hết dây thép rồi. Hà Sam ơi, lấy cho tớ mấy cuộn dây thép ra đây. Đấy. Dây thép của cậu đây. Xong. Ai à, chắc chắn đây. Chắc rồi, chắc rồi. Oh my god!
anh đảm bảo cái lều của anh em mình vừa to vừa đẹp hơn lều của Hà Sam. Chả không à, lều mình chắc chắn hơn cái lều Hà Sam với cả cỏ anh ạ. Đúng rồi. Anh vận chặt vào. Các cơ, bỏ tay anh xem nào. Ôi dồi ôi, Hà Sam ơi, lều của anh gấu đỏ to lắm, liệu chúng mình có thắng được hay không nhỉ? Cậu yên tâm đi, tớ sẽ trang trí thêm cái này vào lều của mình, đảm bảo không thua được đâu. Màu đỏ đây nè, cùng với lại màu của chữ M của mình luôn nè. Cùng Cun vui Tết, kết yêu thương. Cùng Cun góp 10.000 đồng để mua quà Tết và hỗ trợ các bạn nhỏ mồ côi do Covid-19 và hoàn cảnh khó khăn. Khi mua một thùng Cun chai hoặc Cun túi bất kỳ này Hà Sam. Thời gian bắt đầu từ mùng 1 tháng 12 năm 2022 tới ngày 31 tháng 1 năm 2023. Nên là cậu ơi, phải tranh thủ mua sự Cun túi ngay và luôn nha. Hey! Em mua ngay và luôn, em mua ngay và luôn, em mua ngay, nếu không thì quá muộn. Anh không cần phải nhắc, em đã mua rất nhiều sữa Cun túi và Cun chai rồi. Sữa thì em để uống dần, còn chương trình từ thiện ý nghĩa như thế này của Cun, thời gian có hạn nên là em tranh thủ phải mua ngay. Cứ nghĩ là Tết này các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ấy mà ai nhận được nhiều quà thì em thích lắm ấy. Mà ai ước gì em mang được cả cái lều của em mà tặng các em ấy nhờ. Lều của bọn em đẹp đấy, nhưng mà... thôi, anh đi làm lều của anh đây. Ôi xài. Đây 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 đây. Lều của bọn anh là phải đẳng cấp quá. Lều phải đẹp. Đấy. Xài ơi, nhìn nào đẹp như thế này chứ lị. Anh có đỏ. Cửa của anh đây. Wow. Cửa đâu phải để như thế này đâu. Đây cửa đây nha, anh bỏ tay vào em. Đấy, nhìn này rất đẹp. Đấy. Học của anh nữa. Cửa phải như này. Đấy. Thì này đi vào được kiểu gì lắm nào đi vào được. Là vượt anh. Đúng rồi, đúng rồi. Quá của anh à. Đây, anh làm một chỗ này như này rồi. Đấy. Chui bên này thì không được này, chui bên này cũng không được. Chui dưới. Chui dưới á? Người ta xịn là người ta có thể mở ra mà vào. Lại còn nữa. Đóng vào như này. Hóa ra là như vậy các bạn ạ. Nhìn cái mặt này anh biết ngay là Bita mà. Tại vì lần trước Bita đã đội một lần dọa Hà Sam rồi. Ui, hộp yêu thương của cô nãy. Đúng rồi, hôm qua cái gì mà hôm qua em ra cửa hàng em mua 10 thùng chất Cun túi, 10 thùng chất Cun chai, rồi em thấy thiệp Cun ở trong cái hộp yêu thương này. Chắc là em nhớ đến câu nói hộp yêu thương nằm trong chương trình tổng đài lớp Cun của Hà Sam, nên em đã xin cầu bán hàng 20 tấm thiệp yêu thương và mượn luôn cái hộp yêu thương này về để cho bọn anh viết những lời yêu thương gửi đến các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, phải không? Ơ, sao anh biết? Thì hôm qua anh đứng ở ngoài, anh nhìn thấy em đi vào mua mà. Chị này, 20 tấm thiệp à? Chúng mình có 4 người thì xin 4 cái thôi. Thế cậu định gửi thiệp online hay là trực tiếp tại cửa hàng? Nếu mà gửi online, tớ có các bước sau. Bước 1, quét mã QR hoặc truy cập link http://tổngdailopcun.idp.vn. Bước 2, người dùng sẽ được tham khảo các thông tin về hoạt động của Tổng đài Lớp Cun. Bước 3, gửi thiệp Tết cho các bạn nhỏ đang được Tổng đài Lớp Cun hỗ trợ. Nếu mà gửi thiệp tại cửa hàng, bước 1, hộp yêu thương này được đặt tại các cửa hàng đại lý cho Cun. Bước 2, khách hàng có thể lấy thiệp từ hộp yêu thương, viết và gửi lại trong hộp. Bước 3, bộ phận vận hành Tổng đài nhận và gửi thiệp tới các bé đang được Tổng đài hỗ trợ. Sau khi gửi thiệp, Tổng đài Lớp Cun sẽ dành ra những phần quà từ quỹ yêu thương kèm theo tấm thiệp yêu thương này gửi tới tất cả các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc đó. Đây, thiệp đây, các cậu cầm và viết đi. Cho anh cái, cho anh đây, cái. Đây, của anh nữa. Một người cầm 2 thiệp, viết cho được nhiều. Đó là tác phẩm của mình đây. Ui trời ơi, cái lều của bọn em gì mà bé xíu nhiều xíu thế này. Xíu đâu mà xíu, anh ơi. Cửa của nó là chữ M. M, ê, hê, hê.
đây này, đây này, đây này, tông sẽ tông luôn đây nè. Tông sẽ tông. Đây là màu đỏ, còn đây màu hồng mà tông sẽ tông. Để sao mà vòng quanh à? Vòng quanh rồi. Ấy, chà chà, vòng quanh còn có các chữ cái này. Đúng chữ rồi. Gì đây? Anh ơi, lần này em làm chữ cái là chữ mẹ và chữ con luôn anh ạ. Chữ mẹ, chữ con. Đây, chữ A mẹ và chữ A con này, chữ B mẹ và chữ B con, C mẹ và C con đây này, đủ thể loại C rồi. Chữ nào là cũng có hai bố hai mẹ con. Bên này, anh ơi, bên này, bên này, ui giời ơi, bên này anh ơi. Còn có chữ blue luôn. Đâu? Đây. Blue đây, còn có chữ blue luôn đây nè. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, anh thấy chưa? Sợ ghê nhỉ, cũng có A, B, C, D, E, F gì luôn. Đủ cả nhỉ. Đủ hết luôn đấy. Trên này là đều là những kiểu chữ mà biến hóa từ blue ra đúng không? Người bạn blue ra đúng không? Mà anh cứ nghĩ là cái lèo này bé, anh coi thường em quá. Chui vào được tuốt ngon lành. Đâu có anh thử chui vào xem nào. Ây da, vẫn vừa, vẫn vừa các bạn ạ, cái này vừa cửa luôn. Ây da, trong này em còn chứa được 4 người ấy anh ạ. Đúng, em thử chui vào xem. Đây, 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 đây. Vào đi, coi. Ây da, bên nào bên trong cũng động đấy. Mời anh cứ đỏ vào nhà chơi. Đây, vào đây, vào đây. Mở được cửa luôn. Vào. Thế xin thử luôn, thế mà. Nhìn thì có vẻ chặt, nhưng mà hóa ra chặt thật các bạn ạ. Thôi, đi ra. Đi ra chắn lắm. Đây là lều của bọn mình đây này các bạn ơi. Đẹp chưa, đẹp chưa? Lều của bọn anh là lều xịn, không chui như lều của em đâu. Không chui hả? Mời vào. Mời vào. Cao không? Còn cao hơn là cao luôn. Ôi, đi lẻ quá. Mình đứng lên nó còn cao. Chúng ta đi vào được luôn. Cái lều này được mười mấy người các bạn ạ. Đấy. Rồi bây giờ đóng cửa này. Đóng cửa. Anh gấu đỏ không vào à? Thôi anh review ở vòng quanh đã. Ôi trời ơi, các bạn ơi, trong này gọi là mát lắm các bạn ơi, bởi vì nó cao. Thôi đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra ngoài này. Tiến khai. Ôi trời ơi, nhìn này, các em nhìn bên này của anh này. Ui ôi. Rất nhiều chữ cái luôn. Đây. Em nhìn chỗ này là em biết đây là chữ A này. Nhưng mà nhìn nó kiểu quái vật. Tất cả chữ cái của anh cũng là quái vật hết đấy. Lực sĩ ấy. Bảng chữ cái kiểu như là alpha bét lo nhưng mà nó lại là kinh dị. Thế nào bên này, ra bên này cũng rất nhiều chữ cái luôn này. Đây này, đây toàn chữ cái đẹp. Đây này, A này, B này, C này, D này, I này, G này, K, L này. Ui con rắn, con rắn, con rắn. Cái này chữ F, chữ F. Vậy là chữ nào kinh dị nhất trong mấy chữ này? Chữ này á, chữ này. Ui ôi, đắc lưu anh ạ. Ui không, đây là lực sĩ đây. Chú này, ơi. Bây giờ 12 giờ trưa rồi các bạn ơi. Chúng mình bây giờ đang nướng thịt này. Ui dồi ôi, ba chiên thịt rất là ngon luôn. Em thèm lắm rồi anh gấu đỏ. Thèm lắm rồi. Ui, mặt em bị nhọ kìa. Đâu đâu anh? Ở bên này, đâu, đây, chỗ này. Đâu, đây, chỗ đây. Đâu? Đây này. Đâu? Đây. Đâu? Không nhìn thấy à? Không, em không nhìn chỗ này. Đâu? Đây. Thấy chưa? Chưa. Đây này. Đâu? Đây. Ở đâu? Đây. Sạch cho anh. Khiến chả đây này. Đây này. Đâu? Cái này cũng có này. Mặt em khắp nơi đều có rồi. Đây này. A few moments later. Đây này, đây này, đây này, chỗ này này, đây, nhìn thấy chưa? Hóa ra anh, cứu đội châu yên. Quẹt một ít dầu ăn lên đây các bạn ơi. Úi trời ơi. Ui, xèo xèo luôn, wow. Ui, tiếp này. Đó, ôi, cái này. Còn chi, ôi, cái ôi, khoái quá. Thôi, thôi, thôi. Rồi. Bánh mì mà ăn kèm thịt nướng thì tuyệt vời các bạn ạ. Nên mình sẽ nướng thêm 3 cái bánh mì kìa. Ai xà, ôi giời ơi, nhưng mà bánh mì này hình như là hơi bị teo quá ra ơi. Lát nữa, nóng lên mới giòn hả Tam ơi. Wow, nhìn này. Ui, nhìn này, xiên này các bạn ơi, nhìn này xiên này. Ui, nhìn như kiểu là cái đùi gà để vào đây ấy hả. Ui. Bên này. Bên đấy. Vàng ươm, vàng ươm. Nào, tiếp tục. Ui. Lại nướng rồi các bạn ơi. Nướng rồi các bạn ơi. Wow. Ôi, các bạn ơi, nhìn này. Ai nhờ. Đi cắm trại theo bảng chữ cái mà lại được ăn thịt nướng ngon như thế này các bạn ạ. Ui, rất nhiều luôn, rất nhiều luôn. Đây này các bạn. Bây giờ ai cũng đói rồi, nhìn có vẻ rất thèm đấy các bạn ạ. Mà thịt nướng này mà ăn nóng mới ngon đúng không các em? Đúng rồi. Ôi, nhìn này. Cắm ở đây em, cắm ở đây. Thịt giòn ơi là giòn luôn ấy, mà còn nóng. Ôi, ngọt ơi là ngọt luôn ấy. Mình mời tất cả các bạn nha.
Ngọt anh ạ. Giòn nữa. Anh thử nhớ xem. Đây. Ui mấy này này. Vừa có một ít mỡ, vừa có một ít nạc này. Đây chấm tương ớt thử xem. Rồi cho cò. À bita. Ôi chị, các bạn nhớ là thịt vất vả các bạn ạ. Đây. Ôi giòn tan luôn. Ngon. Bánh mì phải đi đôi với thịt nướng nó mới hợp. Giòn. Ủa, giòn lắm mình rồi. Ôi. Dầu hao ngon. Ôi, ngon. Kèm thêm miếng thịt nướng hả ta? Ngon quá. Ôi, hợp lý. Giòn. Ngon. Ui. Bánh mì nướng đầu hàng mật ong các bạn ơi. Ngon cực kỳ luôn đấy, giòn lắm. Bánh mì nướng bánh mì. À, uống một ngụm sữa cùn quá đã luôn. Ăn đồ ăn ngấy xong uống chuyện này ngon thật các bạn ạ. Trời đã tối rồi các bạn ơi, và bây giờ chúng mình phải dọn nào để đi về thôi. Các bạn ở nhà đừng quên tham gia chương trình Cùng Cun Vui Tết Kết Yêu Thương nha. Và bây giờ chúng mình bye bye các bạn nha. Bye bye.